Bản dự thảo nghị định quy định chi tiết về luật an ninh mạng được cho là do Bộ Công an soạn thảo đang khơi lên thêm bất an trong khi giới hoạt động xã hội và nhiều người dân nói luật này đang được chính quyền sử dụng như một công cụ xâm hại thô bạo quyền riêng tư của người dân. Theo văn bản được cho là dự thảo nghị định an ninh mạng đang được chia sẻ rộng rãi trên Google Drive, các quy định trong dự thảo này thắt chặt hơn những đòi hỏi vốn đã gây ra nhiều tranh cãi của luật an ninh mạng khi nó được thông qua hồi tháng 6. Theo đó, các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông, mạng xã hội, email, video, tin nhắn, trò chơi, ngân hàng, dịch vụ tài chính, thương mại điện tử tại Việt Nam phải đặt văn phòng và lưu trữ dữ liệu trong lãnh thổ Việt Nam. Các công ty cũng được yêu cầu phải lưu trữ các thông tin cá nhân người sử dụng dịch vụ như họ tên, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, chức danh, địa chỉ, số điện thoại, số thẻ tín dụng, hồ sơ tài chính, sức khỏe, quan điểm chính trị, mối quan hệ xã hội, sinh trắc học và phải cung cấp cho giới hữu trách khi có yêu cầu. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lo ngại rằng những thông tin cá nhân riêng tư của họ sẽ bị phơi bày. Tệ hơn nữa là bị các đại công ty như Google, Facebook bỏ rơi, một khi họ không thể tuân thủ toàn bộ các yêu cầu của luật vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một trong những chuyên gia kinh tế hàng đầu tại Việt Nam, cho rằng một số yêu cầu của luật đã vượt quá khuôn khổ về an ninh mạng, khiến các công ty nước ngoài khó mà tuân thủ. Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói với VOA rằng luật an ninh mạng là một công cụ mới của chính quyền để hạn chế quyền tự do ngôn luận trên mạng và nhắm vào những người chỉ đơn giản bày tỏ ý kiến phê bình chính quyền. Tính đến tháng 7 năm 2017, số lượng người sử dụng Facebook tại Việt Nam là khoảng 64 triệu người, theo một báo cáo của công ty tiếp thị truyền thông và quảng cáo We Are Social.